cây dền gai vốn là một loại thực phẩm quá quen thuộc trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình. Ngoài ra, loại cây này còn được biết đến là một loại thuốc thảo dược rất tốt cho sức khỏe bởi rất nhiều tác dụng bất ngờ như điều trị viêm khớp, thoát vị đĩa đệm, bổ máu, cung cấp sắt. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng bên trong cây dền gai có chứa nhiều kali, những thành phần hóa học như sắt, vitamin A, vitamin B2, C, canxi và chứa rất nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Đồng thời có tác dụng trừ phong, giảm đau, hỗ trợ chữa các bệnh đau nhức xương khớp đặc biệt hiệu quả. Ngoài ra, bên trong cây chứa nhiều canxi, có khả năng cung cấp canxi nuôi dưỡng và bảo vệ xương chắc khỏe hơn. Bài thuốc dền gai dành cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm nặng. Với các trường hợp thoát vị đĩa đệm bị nhiều năm, cần phải kiên trì dùng và áp dụng kết hợp hai phương pháp uống và đắp song song để đạt được hiệu quả. Bài thuốc uống cần kết hợp dền gai với một số dược liệu khác để đạt được hiệu quả. Dược liệu chuẩn bị gồm dền gai 30g, chìa vôi 50g, lá lốt 30g, cỏ xước 30g, tầm gửi 30g. Cách thực hiện: các dược liệu đã chuẩn bị ở trên rửa thật sạch để loại bỏ bụi bẩn gây bệnh. Cho tất cả nguyên liệu trên cùng nấu với 2 lít nước. Đun đến khi nước sôi thì để thêm tầm 5-7 phút hãy tắt bếp. Dùng nước nấu hàng ngày để uống. Lưu ý, không nên sử dụng nước đã nấu qua đêm để uống vì nó mất tác dụng. Nên kiên trì thực hiện ít nhất 1 tháng, bạn sẽ thấy được cải thiện rõ rệt. Bài thuốc dùng để đắp. Chuẩn bị một bó rau dền gai, cách thực hiện như sau. Sử dụng cả lá và cành đem đi rửa sạch, giã nát lượng rau dền gai vừa chuẩn bị, đem đắp lên vị trí bị đau do thoát vị đĩa đệm và dùng băng vải cố định lại. Mỗi ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần để nhanh chóng cải thiện được tình trạng bệnh. Bên cạnh những bài thuốc từ cây rau dền gai ở trên, bạn có thể áp dụng thêm cách sử dụng dền gai để chế biến thành những món ăn hàng ngày với mục đích cung cấp đầy đủ lượng canxi cho xương khớp. Bài thuốc dền gai dành cho người mới bắt đầu có các triệu chứng thoát vị đĩa đệm. Với những bệnh nhân mới xuất hiện những triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm, có thể áp dụng cách sau để chữa trị bệnh. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một bó rau dền gai rửa sạch và cắt khúc nhỏ, đem nấu cùng khoảng 1 lít nước. Khi nước sôi thì để nguội và chắc rau uống hàng ngày. Phương pháp này tuy rất đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất tốt, đòi hỏi người bệnh phải có tính kiên trì. Thông thường sau khi uống nước nấu từ cây dền gai khoảng 15 đến 30 ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện, giảm các cơn đau của bệnh thoát vị đĩa đệm rõ rệt.